đường chuyền của Ngọc Thịnh. Cơ hội, cơ hội, ba rồi, 2-1. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì đội tuyển U23 Việt Nam đã có được bàn thắng thứ hai, và người ghi bàn lần này là Lê Thanh Bình. 2-1. Chỉ ít phút sau khi bị đội khách cơ hòa, Lê Thanh Bình đã tận dụng được sai lầm của hàng phòng ngự bên phía U23 Myanmar để ghi bàn thắng. Rất tuyệt vời. Trận đấu giao hữu quốc tế giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar đang diễn ra rất hấp dẫn. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn vừa rồi đã có nhắc nhở đối với những cầu thủ ở hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Chắc chắn đó sẽ là những sự nhắc nhở để giúp cho những cầu thủ của chúng ta tập trung hơn trong khâu phòng ngự ở những phút cuối. Không chế bóng rất bình tĩnh và dứt điểm.